Vâng, và kính thưa quý vị, một bản tin đến từ New York. Chỉ vài giờ sau khi xác nhận thông tin chia tay cô bạn gái 23 tuổi Karrueche Tran, nam ca sĩ đăng trên tài khoản YouTube một video có tiêu đề là Con người thật của Chris Brown. Trong video gần 2 phút, Chris thừa nhận anh đã có một chút men nên có thể nói thật lòng. Chris ám chỉ việc anh rơi vào tình huống trớ trêu khi yêu Karrueche Tran nhưng không quên được Rihanna. Khi xác nhận là chia tay bạn gái gốc Việt hôm thứ Năm vừa qua, thì nam ca sĩ từng giành giải Grammy nêu lý do là muốn sống độc thân để tập trung vào sự nghiệp. Chris nói thêm rằng anh yêu Karrueche rất nhiều nhưng không muốn nhìn thấy cô ấy tổn thương vì tình bạn giữa anh với Rihanna. Mặc dù gọi mối quan hệ giữa mình với người tình cũ Rihanna là bạn bè, nhưng những dấu hiệu gần đây cho thấy là họ đối xử với nhau trên mức tình bạn. Hôm 6 tháng 9, thì Chris hôn Rihanna trong buổi lễ trao giải MTV Video Music được diễn ra ở Los Angeles. Và trước đó, thì hôm 18 tháng 9, Rihanna chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng cả hai vẫn còn yêu nhau. Đầu tháng 10, thì họ liên tục tiệc tùng cùng với nhau với những cử chỉ ôm và hôn thắm thiết.